Chào yeah, anh em trên bàn mình hiện tại đang là rất là nhiều chiếc iPhone XS Max anh em nhá và đây là những cái sản phẩm hiện tại đang được anh em sắm để chơi tết rất là nhiều luôn rất là nhiều luôn bên mình bán sản phẩm XS Max này rất là chạy và giá hiện tại bên mình đang bán niêm yết với mức giá chỉ loanh quanh 15 triệu thôi để cụ thể biết cụ thể thì anh em cứ vào đường link mình để phía dưới mô tả nhá à, hôm nay mình làm cái clip này ấy, thì là cũng chuẩn bị đến test rồi chuẩn bị đến tết âm lịch rồi và à, cũng đã dừng bán hàng online rồi Thế nên anh xem nào mà xem clip này muốn mua hàng online ấy, thì để sau Tết nhá, bên mình họ bắt đầu bán hàng online sau Tết vào ngày mùng 4 âm lịch. Thế nên là bây giờ anh em xem và đến trực tiếp cửa hàng mình tại 170 lịch chay để mua thôi. Nhưng mà mình cũng muốn truyền tải để anh em biết là vì sao mình làm cái video này bởi vì mình đã có một cái video hướng dẫn chọn anh em chọn những chiếc X rồi. Và mình chỉ làm cái video này để mình nói rõ hơn một chút nữa. Khi mà rất là nhiều anh em có thắc mắc ấy, mình comment vào cái video của mình là trước hướng dẫn anh em chọn mua cái mắt ấy. Là tại sao cái lại có nhiều mức giá đến như vậy? có nhiều loại loại hàng có phải là có nhiều loại hàng hay không hay là do là thương gia người ta tự đặt giá ấy? thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm rõ cái video để cho anh em biết nhá. Cái quan trọng nhất vì sao là nhiều mức giá như vậy bởi vì mình phải nói thật với anh em là hiện tại rất iPhone ấy, nói chung ấy là rất nhiều loại hàng cũng có nhiều thương gia người ta bán với mức giá theo người ta quy định nhưng mình phải nói với anh em cũng rất là nhiều loại hàng để mình nói cụ thể hơn vì, cho anh em biết là vì sao là thế. Khi mà anh em thắc mắc là có những chỗ người ta bán chỉ tầm khoảng uh, uh, 12 triệu mắc Max bản xịn đấy Apple ấy chỉ 12 triệu thôi nhưng có chỗ là 15 16 triệu như mình chẳng hạn thì vì sao lại như thế thì mình sẽ giải thích rõ cho hơn cho anh em nhá còn chỗ nào mà bán 3 triệu ấy thì mình phải nói thật với anh em ấy đấy là hàng fake đấy nhá không có máy cái Max xịn mà giá 3 triệu đâu nhá đấy để mà nói rõ về những chiếc XS Max ấy thì nó rất là nhiều đó. để mình phải để tràn lan máy ở trên này và hiện hiện tại khung hình của mình rất là nhỏ vậy thế nên là mình chuẩn bị một những những chiếc XS Max nhỏ như này để mình hình dung cho anh em nó dễ nhá đó anh em thấy gì không mình chuẩn bị những chiếc cái này mình bỏ những chiếc to sang một bên nhá rồi. Ok, mình sẽ để những chiếc ánh mắt to sang một bên và mình sẽ nó để những mắc mắt bé mình nó rõ hơn cho anh em. Đây cụ thể là như này anh em này. Vì sao cái mắt lại có nhiều mức giá như vậy? Thì mình phải nói thật với anh em để mình cứ chia ra cho dễ nhá. Việc đầu tiên là chia là lớn nhất là những chiếc ánh mắt sẽ có hai loại. Cụ thể nhất là như này là chúng ta sẽ có loại là quốc tế và lóc. Đúng không? Hai loại này sẽ chúng ta sẽ có những mức giá nó sẽ khác nhau. Đấy, thì mình phải nói thật là hiện tại bên mình còn không cần kinh doanh lóc nữa nhưng mà nếu mà có ấy thì lóc sẽ có mức giá nó rơi vào tầm khoảng 12 triệu tầm khoảng 11 12 triệu nhá Đấy, và mình không còn kinh doanh nữa thì mình sẽ bỏ nó sang một bên bây giờ mình chỉ còn kinh doanh quốc tế thôi thì mình phải nói thật anh em quốc tế nó cũng sẽ, sẽ, có rất là nhiều loại thì chúng ta được biết ấy, nó có máy mới này máy mới nhá Đấy, máy mới phun bóc ấy máy cũ cũ thì trong đấy nó cũng nhiều loại máy cũ anh em ạ nhiều loại máy cũ để mình nó rõ cho anh em này nó nhiều loại máy cũ nhá đây là mình sẽ ghi cho anh em dễ nhá là nó sẽ có máy mới này máy cũ ấy thì mình có nhiều loại máy cũ đây mình sẽ có loại cũ như này nhá cũ còn bảo hành loại này thường thường hay gọi, gọi là lướt ấy nó rất đẹp và còn bảo hành rất dài và số lần sạc nó nó chỉ dưới lần sạc nó chỉ dưới khoảng 20 lần thôi đấy thì có một loại như này À, tiếp nữa là có một loại máy cũ 99. Đấy nha. Cũ 99. Loại này thì cũng là đẹp. Rất là đẹp. Cũng như mới luôn. Và số lần sạc thường thường nó sẽ dưới 200 lần. Dưới 300 lần đi. Đấy số so có nghĩa là cái thời gian sử dụng của nó là khoảng tầm 1 năm thôi. 1 năm thôi nha. Một loại cuối cùng bên mình ấy đang bán ấy. Loại cũ. Đấy. 95%. Loại này thì hình thức nó xấu hơn là thấy Đấy, trong cái phân khúc mà bán nó đã có những cái loại như này rồi. Nhưng đặc biệt ấy, có khó nhất cho anh em ấy. Đấy, mình sẽ kéo xuống dưới này cho anh em biết này. Đây. Khó nhất là này. Là trong khi trường hợp anh em đi mua. Đấy, là zin quốc tế nhá. Zin. Và dựng. Và dựng đúng không anh em? Này. Đấy. Đấy, cái loại này là hai cái loại mà mà cái mức giá mà anh để anh em khó 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 có thể nhận biết nhất nhá hai cái loại này nó khó nhận biết này nhiều thương gia người ta sẽ bán máy dựng với cái mức những cái mức giá như những cái chiếc máy zin và những cái mức giá zin thì mình phải nói cụ thể như này bây giờ là mình sẽ nói theo cái mức giá bên mình đang bán ra nhá những cái máy zin quốc tế zin này thì bao giờ nó cũng sẽ có mức giá là trên mình phải nói thật nhá đây là giá bên mình bán ra nhá từ 95 năm đi gọi thấp nhất thì đi này trên 14 bốn triệu rưỡi đây cụ thể như này này ví dụ như máy 95 năm mười bốn triệu rưỡi nhá Máy 99% như chiếc máy này này Thì sẽ khoảng trên 15 triệu Tầm 15 triệu đi đó. Những cái máy như thế này Khoảng ta 6 triệu Và những cái chiếc máy như thế này Mới ấy, mới ấy, nó khoảng 19 triệu Mới 100% nhé Nó phải là mới 100% Chứ không phải là mới mà bóc hộp ra Kiểm tra kiểm tra hệ thống Apple nó lại hết bảo hành đâu anh em nhé Đấy, còn những chiếc máy này Thì sao Bên mình không bán, bên mình không bán nhá Mình sẽ loại xong rồi bên tiếp này Bên mình không bán, còn mức giá bên mình thì nó sẽ là như này Anh em cứ dựa trên như này để nói Mình bán cái mức giá này là mình nói thật với anh em ấy Đây là cái mức giá mà chỉ có máy trần thôi Và chỉ bảo hành một tháng cho anh em thôi Còn nếu anh em mua mức giá bảo hành 12 tháng Nó sẽ là mức giá cao hơn Chính vì thế nếu mà dựa trên mức mức giá của mình ấy Những chiếc máy bán thấp hơn của mình tương đối nhiều Ví dụ mình đơn giản thôi Nếu là quốc tế khoảng 13 triệu đi Thì mình khẳng định với anh em khả năng Khả năng nó sẽ rơi vào trường hợp này đấy nhá Rơi vào trường hợp này này đấy. Mình nói thẳng là không zin không zin ở đây là như thế nào không zin đấy bây giờ mình sẽ nói cho anh em rõ nhá nói rõ hơn này là một có thế thì anh em biết rồi đúng không đấy những trường hợp không bán này không zin là như thế nào không zin mình phải nói thật với anh em là những chiếc máy điện thoại cũ ở việt nam ấy đa phần là từ trung quốc về kể cả bên mình cũng vậy có những chiếc máy đã từ trung quốc về và từ từ trung quốc về thì nó cũng sẽ phân ra để cho mình chọn như thế này cho anh em nhé những máy không zin là sẽ là những chiếc máy mà ở bên nước ngoài ví dụ bên mỹ chẳng hạn nó là những chiếc máy vỡ này máy hỏng này À, được người ta mông máu ở sửa chữa lại là một một loại này. Thứ hai là một cái loại nữa là loại mà người ta đi nhặt linh kiện và người ta lắp ráp, người ta dựng lên một chiếc máy đấy người ta gọi là máy dựng ấy. Cái loại đấy thì không biết là chất lượng nó thế nào đâu anh em ạ. Nhặt linh kiện và dựng lên một chiếc máy. Đây là những cái loại còn như thế này. À, những cái loại như thế này thì nó sẽ phân ra nhá. Những cái loại như thế này nó phân ra này. Người ta có thể ráp tất cả những cái linh kiện mà người ta nhặt được ngoài chợ. Có thể là những linh kiện đấy chỉ đạt ở mức 95% thôi. Những linh kiện đấy có thể đẹp ở trăm và người ta có thể nhặt được những cái main ở cái dạng là cái chỉ mới kích hoạt được một thời gian ngắn thôi cái dạng lướt và khi đó thì cục pin của người ta ấy, có thể thay cục pin mới vào sạc nó chỉ có hai ba lần thôi hoặc một lần thôi thì anh em cứ nghĩ đấy là những chiếc máy đó còn rất là ngon nhưng thực tế có thể có thể là máy dựng cái vấn đề anh em đi mua ấy là anh em rất là lo nhá mình phải nói lại một lần nữa cho anh biết anh em cứ dựa ở mức giá để khẳng định được liệu anh em có mua đúng được những chiếc máy đấy hay không đây là mình dựa theo mức giá bên mình và mình phải nói thật với anh em mình bán rất là rẻ nhá cho mình không hề bán đắt cho anh em đâu đấy thì anh em thể dựa này 95 phần trăm loanh quanh khoảng 14 triệu rưỡi 14 triệu cũng có thể cũng những đơn vị người ta bán 14 triệu và người ta bán rất là thấp thấp hơn có thể người ta uh, nhập lại được của người dùng zin người ta bán chỉ có tầm 14 triệu thôi nhưng bên mình bán phải là 14 triệu rưỡi nhá chính vì thế mình nói là zin là trên 14 triệu rưỡi này những chiếc máy cũ 99 phần trăm giá của nó phải khoảng 15 triệu Ờ uh, loanh quanh 15 triệu có thể hơn kém 15 triệu một chút thôi ví dụ như là bên mình bán những chiếc máy màu trắng ấy thì khoảng là 14 triệu uh, 950 một triệu 850 anh em nhé những chiếc máy còn bảo hành mà dùng lướt ấy thì nó phải trên 16 triệu nó phải tầm khoảng 16 triệu anh em nhé dưới 16 triệu thì mình nghĩ là chắc thương gia đây người ta cắt máu rồi người ta không thể bán được cho anh em mới giá đấy đâu còn máy mới ấy, khẳng định với anh em nó phải trên 19 triệu còn mới trôi bảo hành thì mình không nói mới trôi bảo hành như nào thực tế là mà nói những chiếc máy đấy rất là hiếm khi có anh em nhé chứ không phải là nhiều đâu anh em mua được những chiếc máy nó khá là may mắn đấy giá của nó cũng khoảng 17 18 triệu thôi sáu 16 64 ghi nhá đây là mình đang nói với cái mức khoảng 16 ghi còn 256 ghi như thế nào Tất cả 256GB đều hơn 16GB Tầm khoảng 1,5 triệu 1 triệu đến 1,5 triệu Đấy là 256GB anh em nhé Nếu 256GB hơn 1 triệu tất nhiên là anh em sẽ mua 26GB Không 164GB đúng không Thế nên là 256GB thường thường sẽ dao động khoảng 1 triệu rưỡi Đấy Thế nên là anh em cứ kè mức giá này để anh em mua nhé Mình nói rõ anh em biết lại một lần nữa này Máy lóc khoảng 11-12 triệu Đấy anh em trường hợp mua máy quốc tế 11-12 triệu thì không có đâu Cho chắn nhé đây là ý kiến mắc nhé ở đây mình đang nói là ghét Max, còn lại ghét thì mình không nói rồi 11 12 triệu máy là anh cái mắt anh em chỉ mua có thể mua được máy lóc thôi còn quốc tế thì chắc chắn nó không phải xịn rồi còn quốc tế mà ở dạng zin thì bao giờ nó sẽ trên 14 triệu rưỡi bởi vì sao giá 14 triệu rưỡi thì mình chỉ bán hàng 95 rồi đấy là dựa theo cái mức giá bên mình đang bán ra còn anh em nào đang xem clip này của mình ấy mà thuộc uh, là cửa hàng anh em bán rẻ hơn mình ấy thì mình mình phải nói thật với anh em cái này mình phải xin lỗi anh em bởi vì mình phải nói rõ cho người tiêu dùng người ta hiểu có thể anh em mua lại được người dùng tại việt nam anh em bán rẻ ấy cái việc này mình phải thật là xin lỗi anh em nhưng nếu đã nhập ở uh, thị trường về mà bán ấy nhập lô về bán rất là nhiều về bán như bên mình hiện tại đang bán cái mắc cực kỳ nhiều một ngày mình bán rất là tương, tương, đối là nhiều ấy. không có số lượng mà nhập của từng người một ấy thì mình phải bán cái mức giá như thế này nhá để cho anh em dễ hình dung nhá vì sao ý, cái mắc lại nhiều mức giá như vậy đúng không thì anh em cứ lưu ý này quốc tế anh em mua với giá trên 14 triệu này Đấy, cụ thể lại là nữa này là máy 95 sẽ khoảng 14 triệu là một rưỡi nó quanh triệu rưỡi nhá máy 99 phần trăm sẽ là quanh 15 triệu này máy dùng lướt sẽ là quanh 16 triệu và máy mới sẽ khoảng 19 triệu đấy là bản 64GB bản 26GB sẽ đắt hơn triệu rưỡi thì cụ thể nó sẽ là khoảng 14 16 triệu này 16 uh, triệu rưỡi này và khoảng uh, 18 triệu 17 triệu rưỡi anh em nhé anh em lưu ý là như vậy nhé đấy thì những cái thức máy này nó sẽ là như thế này nhé còn uh, cái này thì bỏ này cái này thì mình phải nói thật với anh em là cái này có thể nhá mình sẽ nói rõ hơn một chút vào cái này đây, mình sẽ bỏ này đây. có thể anh em sẽ mua được không xin anh em sẽ mua được những chiếc máy này thay vỏ này về cái vấn đề phân biệt thay vỏ thì anh em xem lại cái clip của mình mình hướng dẫn ở lần trước nha ý kiến thay vỏ nha đấy men zin vỏ linh kiện zin linh kiện zin này đấy loại này thì khả năng sẽ cao cao hơn một tí thay vỏ đẹp thay vỏ 99,99 chín ,99 chín nha Đấy, thay vỏ đẹp này Đấy. Loại thứ hai là mông má lại này Mông má lại nó có nhiều kiểu anh em ạ Mông má lại cũng có thể là thay vỏ nhá Đấy, Nhưng có thể là mài kính này Mài kính trên dưới Loại này thì không đáng lo lắm Nhưng loại này đơn giản thôi Anh em dán mà hình cường lực mà khó dán ấy Nó cứ bị một số điểm mà nó, nó, nó không dán được ấy Thì khả năng dính vào loại này Loại này thì còn ngon hơn loại này Đấy thì mình sẽ để ra ngoài Cứ ngon dần xếp nhá Loại tiếp nữa Đấy, là loại dựng theo linh kiện theo linh kiện nhặt chọn đấy cái loại này loại này thì nó gần gần như giống như cái loại thay vỏ này nhưng mà nó thường thường nó như thế này nhé À, người ta ra chợ, anh em có thể xem một clip của một cái um, uh, vlog người ta làm ở nước ngoài người ta làm, và người ta sẽ vào chợ ở Trung Quốc ở thẩm Quyến này người ta sẽ nhặt từng linh kiện, ví dụ như men này, camera này, vỏ và người ta sẽ lắp ráp lại thành một con như thế. đấy, hàng này là hàng dựng, một trăm phần trăm là dựng ấy, loại nguy hiểm nhất này, dựng từ linh kiện do thợ Trung Quốc sản xuất. Loại này nó khá là nguy hiểm nhá. Loại này mình, mình anh, với anh em nhé Ở nhiều khi ở Việt Nam nó cũng sẽ sẽ làm được. Bởi vì là những cái linh kiện mà người ta sẽ lắp ráp từ những cái chip từ những cái uh, linh kiện khác lên cái main ấy và người ta sẽ nạp số email vào. Nạp số email ở đâu thì anh em biết là mình đã từng nói là nếu kiểm tra trên hệ thống Apple thì không sao mà kiểm tra trên trang ngoài sẽ có những email đấy và người ta sẽ nạp vào vào những cái này. Những cái này thì rất là nguy hiểm này, có thể sẽ bị ai có lao ẩn này, có thể sẽ chỉ dùng một thời gian sẽ hỏng này. Đấy, những loại này rất là nguy hiểm nhá tất cả những cái loại này bên mình đều không bán và tất cả những loại này chắc chắn là một điều với anh em ấy là giá nó sẽ rất rẻ nhá giá nó rất rẻ nhá rẻ hơn cái khung giá mình vừa cho vừa giờ rất là nhiều nếu là quốc tế dưới 14 triệu rưỡi là cái điều chắc chắn rồi anh em mua anh em phải cẩn thận nhá những cái loại này dễ rơi lắm những cái loại này thì đa phần là những cái thương gia mà không nổi tiếng hoặc là anh em mua những cái nơi mà không uy tín ấy là anh em rất dễ phải dính phải là anh em phải cẩn thận nhá đấy thì mình mình sẽ nói sơ sơ vào cái này như thế cho anh em biết thôi còn nếu mà để tìm hiểu, hiểu kỹ ấy, thì anh em có thể lên mạng để xem những cái người người ta ra chợ được quyến người ta nhặt người ta dựng như thế nào ấy những cái trang đa phần là của nước ngoài người ta hay làm ấy thì anh em xem lại cho kỹ một lần nữa về những cái trường hợp này để anh em sẽ dễ dính phải nhá còn trường hợp này như thế nào trường hợp máy này thì như thế nào nhá trường hợp máy này ấy, thì cũng rất dễ lắm anh em mua máy quốc tế không kích được eSIM sim sim nha. thường thường là vứa về hàng lờ lờ thôi đấy. thứ hai Cái sim ghép quảng cáo là quốc tế nhưng anh em sẽ dễ về dính này trường hợp máy mà quốc tế mà không ký cái sim đa phần là máy của mỹ và thường thường đó là xe máy của nhà mạng spin chẳng hạn à. người ta mua cốt người ta mua cốt tạm thời cốt du lịch thôi cốt du lịch trong vòng một sáu tháng hoặc là 10, 12 tháng gì đấy sau đó là anh về đây thì anh em lắp sim thay sim siết thoải mái nhưng mà rất là rất là nguy hiểm trong cái trường hợp mà anh em sau một thời gian ruột dù dài dụng sau khi thời gian hết cái hợp đồng người ta mua trong vòng 6 tháng hay 12 tháng người ta format lại thì máy sẽ bị lóc lại cái trường hợp đấy nó rơi vào trường hợp này là anh em mua những cái máy đấy thì cũng rất là nguy hiểm này những cái máy đấy có nhiều thương gia người ta không thể phân biệt được nhiều người người ta bán với mức giá bình thường thôi nhưng sau đấy anh em format lại bị lóc bản thân người ta cũng không biết đâu cái đấy thì không thể trách được thương gia nhưng anh em lưu ý là cứ mua máy cao lên cứ mua cả hàng uy tín để người ta đổ cho như bên mình chẳng hạn chọn đời nếu chẳng may bị trường hợp như này mình sẽ đổ cho hoàn toàn nhá Trường hợp cái SIM ghép này là trường hợp nguy hiểm nhất nhé Trường hợp này thợ người ta làm rất là nhiều này Đấy là trường hợp này thì anh em lưu ý là anh em xem cái series, xem cái ICCID Cho anh mượn một cái sim này Đấy nhá chờ mình tí mình lấy một cái sim Cái ICCID đó là cái gì nhá Thì mấy thuật với anh em là cái ICCID ấy, Mà anh em hay dùng cái sim ghép ấy Thực ra nó là số series của một cái sim anh nhá mình ví dụ này Mình ví dụ nhá Mình ví dụ cái này, này mình hướng dẫn anh em cái xem Mà có bị cái sim ghép không đơn giản như này thôi nhá Ví dụ đây Ví dụ anh em có thể nhìn thấy không? Đây là dãy số ICD gồm 20 chữ số Nếu trong trường hợp anh em lắp cái sim này của anh em Anh nhìn kỹ cái số này nhá Vào cho cái máy iPhone Vào trong một cái máy iPhone ấy Mà đây mình sẽ lắp cụ thể cho anh em Cho anh mọi cái dòng sim luôn này Đấy nhá Mình sẽ lắp cụ thể vào đây cho anh em xem này Bây giờ chúng ta sẽ vào cài đặt Thì bao giờ không bao giờ chúng ta nhìn thấy đâu Bây giờ chúng ta sẽ vào cài đặt Và không bao giờ chúng ta nhìn thấy Đó à, Chúng ta có thể nhìn thấy đâu Đây mình sẽ cho cái sim vào này <laughs> Nếu trong trường hợp cái dãy số ICID nó sẽ thay đổi theo đúng cái sim của anh em ấy. Đấy, thì mới là chuẩn anh em nhé. Nó phải thay đổi đúng cái sim của anh em thì nó mới là chuẩn anh em có thể nhìn thấy nhá. Đây là dãy ICID này, nó sẽ là cái số series của cái sim này 23186 nhá. Thì nó mới là chuẩn. Còn nếu mà anh em cứ thay đi thay mấy cái sim ấy, nó vẫn chỉ là một số thôi ấy. Thì khả năng đấy là trường hợp anh em bị cái sim ghép rất cao anh em nhé anh em có thể nhìn thấy này. 23186 này. Thế là rất là nhiều anh em thắc mắc tại vì sao cái số CC ICCID này nó không trùng hộp của máy. Bởi vì những cái máy của Mỹ bán ra ấy bao giờ trên hộp của nó cũng in dãy số này là theo cái series SIM mà của nhà mạng nó cung cấp cho cái máy đấy. Nhưng trong trường hợp anh em thay SIM nó sẽ thay đổi nhá, bởi vì cái dãy số này sẽ thay đổi theo cái SIM của anh em, số seri của SIM ấy. Thế nên là trường hợp này mà anh em mua phải những cái máy máy quốc tế, anh em lắp SIM vào cái CC ID nó không thay đổi thì chắc chắn một điều là anh em đã dính về trường hợp này. Bởi vì trường hợp này rất là nguy hiểm, đa phần là người ta lừa, người ta sẽ lừa trường hợp này thôi từ nó lóc lên quốc tế thì người ta sẽ bán lãi là khoảng ba bốn triệu một cây đấy cho anh em đúng không trường hợp tiếp theo nữa là người ta nói luôn là lóc anh em chấp nhận được hay không nếu anh em mua trường hợp này phải dùng sim ghép nhá trường hợp này anh em phải dùng sim ghép mà hiện tại bây giờ thì mình nói thật với anh em là có những thời điểm là không cần phải dùng sim ghép chúng ta có một cái dãy số ICID thần thánh để kích hoạt thành quốc tế nhưng bây giờ chúng ta phải dùng sim ghép và rất là chập chờn nếu trong trường hợp anh em thay sim một cái giai đoạn mà ICID nó không có ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ không dùng cái SIM nữa và xác định lúc đấy chúng ta phải dùng như một chiếc iPod thôi Đấy còn nếu Chúng ta chấp nhận được việc đấy thì chúng ta mua những chiếc máy này cũng được Khoảng 11-12 triệu thôi 11-12 triệu và mình phải nói thật anh em một điều này những chiếc máy lock này rất khó bị rơi về trường hợp dựng như thế này Những chiếc máy lock này rất là khó rơi vào trường hợp bị dựng anh em nhé bởi vì là người ta đã dựng người ta dựng quốc tế luôn ít khi người ta dựng lock lắm Đấy, mình nói thật với anh em là như vậy bởi vì là người ta mua những cái dãy số email là người ta đa phần người ta mua của quốc tế luôn để bán cho nó dễ ít khi người ta dựng lóc lắm anh em rất khó như này đấy mình chỉ nói sơ qua về vì sao những chiếc iphone cái max hiện tại nhiều nhiều mức giá là như vậy thôi bên mình phải, phải nói thật với anh em mình chỉ bán máy quốc tế và mình chỉ bán máy zin những cái loại như thế này đấy, tầm 95% phần trăm quốc tế zin anh em nhé 95% giá tầm này 14 bốn triệu rưỡi này, này loanh quanh tầm 99% dùng lướt mức giá là khoảng trên 15 triệu tầm 99% dùng tầm máy dùng lướt gần như mới 100 trăm khoảng 16 triệu và máy mới 100 phần trăm 19 triệu à, thì anh em mình chỉ bán những máy này thôi nha và anh em có thể dựa theo cái mức giá của mình bán ra để anh em lựa được mua được một chiếc máy tốt nhất anh em thấy thiếu sót cái gì thì anh em comment bên dưới hoặc anh em muốn thắc mắc cái gì thì cũng comment bên dưới để mình giải thích thêm nhá và nếu anh em thấy hay anh cho mình một like ở đây mình đang nói chủ yếu là máy quốc tế đến từ thị trường Mỹ. Anh em nhá, đến từ thị trường quốc tế khác trừ trường hợp Nhật Hàn, những chiếc máy Nhật Hàn có thể rẻ hơn thì mình không nói rồi, bởi vì mình không bán nên mình không nói. Đấy. Còn thắc mắc gì nữa thì anh em cứ comment bên, bên dưới và cho mình một like nếu anh em cảm thấy thích, anh em chia sẻ cho mọi người cùng biết nhá. Anh em subscribe kênh YouTube của mình và đưa những cái yêu cầu để mình sẽ làm những video tiếp theo. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào tạm biệt anh em.